Dạ đây mấy bé bò có gì dùng nấy, coi như có cái mâm này là ngày xưa có ba bé, có hai mẹ con với một bé nhỏ à. Để mua thêm cái này, này cũng có lý lắm á cô chú, nhưng mà nhựa này nó tốt, của cái bồn nước mà cũ á cô chú, rồi cắt ra nếu về thứ làm lại đây. Thì mấy tấm này lót cho mấy bé thực sự rất là im chân, thì mấy bé coi như là mỗi ngày phải tắm rồi bé, cứ xịt là bắt đầu xịt mấy bé cho sạch sẽ. Cái này nó màu lông lòng đen chứ không phải dơ nha, để tưởng đâu dơ. Dạ cái này là cái màu lông đen rõ ràng nè, để tưởng đâu dơ cái dện đó. Dạ đây mấy bé, thì mấy bé ăn vũ vậy nè cô chú đó, tại nhỏ quá rồi nó ăn nó phải lấy đi, phải cho khác ăn để thấy thôi rồi vô. Thật sự đứa nào thì nó cũng có mỗi cái hoàn cảnh khác nhau và một cái coi như sự đáng yêu khác nhau luôn, giống như mỗi lùa hoa mà coi như vẻ đẹp nó khác nhau đó cô chú. Đây những tấm lót này thật sự Hiếu đang kiếm cái tấm mà dữ hơn nữa, nhưng mà thôi cái tấm này là cũng dày 2,5 phân, 2 phân mấy ly á. Dạ thì cũng được rồi, nó 280 ngàn miếng cô chú, còn miếng kia tới 500 mấy lần, mà miếng kia phải đặt và nó bằng vỏ xe cô chú, mà nó để dành cho những cái chỗ khiêng hàng, những cái xe chạy nó chống hư luôn đó. Thứ là lót 2, 4, 6 miếng này, 6 miếng. Dạ được chị Trân Ngô cho là 10 miếng như thế này, lúc báo chị là 5.570.000 một miếng, là báo miếng kia. Thật sự là cái miếng kia là mình coi như là đặt nó số lượng giống như là những cái xưởng rồi nó mới làm cho mình, mua có vài miếng mấy tấm nó không có làm á cô chú, bởi vì mấy miếng này là lót cho bò cũng ok. Dạ thì coi như nếu chị Trân Ngô có xem thì coi như để nói cho chị biết là cái miếng này là 280 ngàn một miếng này. Dạ cái khổ nó chắc cũng mét hai gì đó chị, dài thì nó 2 mét rồi. Tấm này là ta kêu bằng tấm sóng biển gì đó, rồi nó còn một loại sóng gai nữa, lấy sóng biển. Dạ chống trơn đó chú, mà đi nó im chân cho bé mấy bé nữa nè, thầy mấy bé đi nè đó. Dạ đứng là ok, những chỗ cỏ thì mà chưa có lót được, thầy bé không có nằm ở chỗ ăn cỏ. Dạ thì đây em cũng cảm ơn chị Trân Ngô rất là nhiều, đã dành sự yêu thương động vật, thật sự là con nào chị cũng có một cái tình yêu thương. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ em kính chúc chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống, gặp nhiều điều may mắn, để nhiều sức khỏe để giúp cho mấy bé. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều, đã luôn luôn ủng hộ máy ấm để có những điều tốt đẹp cho mấy bé. Cái này á cô chú anh chị, là khi mà xịt xong là tụi em chồng qua một bên, xịt sạch tấm sẽ trải ra lại, nó bằng cao su thì nó sẽ không có giữ nước lại nữa cô chú. Những cái sóng biển này nó sẽ tạo ra những cái đường luồn, đúng ra mình lót ngang đó cô chú, chứ không phải lót dày. Tại vì lót ngang thì sóng biển nó thể theo cái chiều dốc này nó đi xuống, thì tạm thời lót bé như thế này. Con nói như thế nào đã hồi nãy đi không quen luôn á, không quen tội nghiệp đó, giờ chưa thấy cái tấm lót chân đi im như thế nào. Chưa có quen, thì ngày hôm nay đi hồi nãy đi còn khuôn nữa, tưởng được cái gì. Dạ cảm ơn quý mạnh thường quân cũng giống như chị Trân Ngô, giúp cho mấy bé có cuộc sống tốt. Để em nghiên cứu mấy cái máng nữa chị, giờ tạm thời cho bé máng mà vậy nè, nó lòi ra hết rồi, không có đủ. Mới con máng rồi tạm thời ấy vậy. Thì mà thật sự chị, bé không có ị cái chỗ cỏ nha chị.
Chỗ ăn nó không vậy đâu, nó đứng vậy thì chỉ những cái ỷ vậy ở ngoài này rồi đó. Không hơn nhau. Sáng giờ chưa được ăn, giờ mới ăn đó. Ăn đi coi. Đây, khoảng không gian để lấy gió giống như nắng để cho mấy bé cô chú. Nếu chừa lại khoảng không gian khoảng 1m2, không có làm hết, để cho mấy bé được lọt nắng ánh sáng vô, cho gió, cho coi như là nếu mà mưa cũng ướt nha cô chú. Mà ướt chút xíu ở đây thôi, thì để cho mấy bé ở đây khu vực rộng này, rộng để cho nó thiên nhiên chút, cho nó thoải mái. Thì một lần nữa em cũng cảm ơn chị Trang Ngô cũng giống như quý mạng đồng quân anh chị đã giúp đỡ cho mấy ấm. Cảm ơn rất là nhiều.